Alo, alo anh em ơi, nhân dịp khai trương shopgvtv.com thì mình sẽ giảm giá cho anh em 70% vòng quay, nụ hữu kim cương lên tới 80%, giá siêu rẻ siêu khủng, mọi người hãy đến ngay với shopgvtv.com nhá. Của các bạn TV trong ngày hôm nay. Hôm nay buồn quá nè, em buồn tiệt chữ luôn. Cô Ngân mới về quê rồi, sáng trong giờ tới bé Bùm nó cũng sắp về rồi. Vậy là mình phải ở lại Sài Gòn một mình. À không, có cả Thông nữa. Thế là thật là buồn, một năm đã trôi qua và bây giờ con gái mình nó về rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ xuống dưới xem nó đang làm gì nha. Cũng sắp về quê rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chôn cùng một cái. Có sợ không? Có sợ không? Thơm quá đi. Có sợ không? Cũng sắp về rồi á? Cũng sắp về rồi nên là ba chôn cùng một cái. Chôn không? Chôn không? Chôn không? Bây giờ ba tặng con khác nha. Hả? À, về quê hả? À? Bây giờ về quê nhá. Đi về quê thôi. Hả? À, về quê đấy. Về quê ăn Tết nha. Bà cô ở lại Sài Gòn nha. Bung có về quê ăn Tết đâu? Bung có về quê ăn Tết rồi, bà cô ở lại đây nha. Con chuột nè, con chuột nè, con dáng nè. Chạy quá, chạy quá. Cười. Chào buồn, chào buồn. Ôi dồi ôi, nó dọa mình. Sau một hồi dọa nó thì bây giờ quay lại nó dọa mình luôn. Được của nó đấy. Thật là đáng sợ. Thằng Thao, bye bye nha. Về nha. Bây giờ lên thay đồ để về nhá. Giả cái gì mà giả này. Bye. Ok mọi người, Bùm đã thay đồ rồi. Bùm bỏ rơi ba Bùm về. Bùm bỏ rơi ba Bùm về. Bùm mong có thương ba nữa. Bùm lại đấy. Bùm lại ba hỏi này. Bùm bỏ rơi ba về luôn hả? Bùm đi về luôn hả? Đấy, cho ba hỏi, cho ba hỏi. Bùm về luôn hả? Bùm về rồi Bùm đẩy ba luôn. Ba dặn này, ba dặn này, ba dặn cái này này nhá, ba dặn nhá. Cho ba dặn cái này nhá. Bây giờ về á, để tiền lì xì đấy, mình đưa lên cho ba nhá. Nhá. Sao đẩy người ta ra vậy? Alo. Về nhà là phải ngoan nghe chưa? Lấy con chuột đây, ta lấy con chuột đấy, mình không nghe lời, ta lấy con rán ra. Ta phải lấy con rán ra cho sợ. Bây giờ ba hỏi đây, về nhà là phải ngoan nghe chưa? Dạ. Dạ cái gì mà dạ, rồi. Bây giờ về nhà là phải ngoan, không được lì, nghe chưa? Ủa rồi đi đâu vậy? Alo. Này, cho này. Cho này nè. Cho này. Rồi, bây giờ về nhà phải ngoan nghe chưa? Nói hôm nay không nghe, có dạ không? Dạ. Bố mẹ nhà phải ngoan. Ít vừa nó có tiền lì xì nữa đây ba xài cho. Dạ đi. Sao mỗi lần nhắc cái câu này nó không kè mà luôn vậy ta? Kỳ ghê. Ủa? Để chuẩn bị về quê, Bùm chuẩn bị về quê rồi. Rồi bây giờ anh ở đây Sài Gòn một mình. Mà Bùm nãy giờ Bùm không muốn nói chuyện với anh. Bây giờ Bùm chỉ lo về thôi, Bùm không có thương anh nữa. Tủi thân lắm. Bây giờ Bùm không thương Quốc nữa đâu. Bây giờ Bùm về quê rồi. Quốc có đập Bùm không kìa? Ngân hỏi Quốc có đập Bùm không? Đập luôn. Đập Bùm rồi. Lấy chuột lại ngắn đi. Sợ chưa? Thôi nha, Bùm giờ này chỉ muốn về quê thôi, còn không thèm nói chuyện với em nữa đâu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chọc nhỏ khóc luôn. Giờ ba không cho về nữa được không? Ba cũng muốn Bùm ở lại mà. Bùm ơi,
Trước khi nó về, nó lên đây nó chơi mình tí xong nó về mọi người. Chắc tôi nhớ nó chết mất, trời ơi. Sợ cái gì? Có sợ không? Hả? Ui, sợ quá, sợ quá. Bye bye nha. Về với bà nha, ngoan nha. Không được phá nữa nha. Không được lì nữa nha. Dạ, cái gì mà dạ? Hả? Cái gì nói gì không ai nghe, không ai hiểu gì hết á. Rồi Bung, Bung về nhà, Bung nhớ là được nhiều tiền lì xì nha. Nha. Nhiều lắm. Nhiều lắm á. Xào. Bung hư rồi, ai lì xì cho Bung? Bung phải ngoan thì người ta mới lì xì cho Bung chứ. Rồi, chào chào mọi người, ra chào mọi người này. Bung ra đứng ra chào mọi người. Hello đi, hello chào mọi người đi. Bung hello đi. Ôi trời, không hello luôn. Hello Bung. Hello. Rồi, không hello luôn. Bye bye nha. Về quê ăn Tết vui vẻ nha. Đừng có lì nữa nha. Dạ, cái gì mà dạ. Bye bye. Bye bye nha. Về quê ăn Tết vui vẻ nha. Ok, bây giờ là giây phút Bung lên xe để chuẩn bị về quê. Tự leo lên luôn. Bye bye. Về quê vui vẻ nha. Lên xe đi. Có biết lên không vậy trời? Có lên được không vậy trời? Có anh ba bé lên không? Rồi. Bye bye. Về nhà ăn Tết vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye mọi người đi, bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người. Rớt dép rồi hả? Đây, nhặt cho. Trời ơi, chán ghê vậy đó. Bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người rồi về quê ăn Tết. Bye bye. Rồi. Bye bye. Mở cái cốt. Anh ơi. Bye bye. Đi nha. Bye bye kìa. Mà đang lo bấm cửa đây. Bye bye. Giờ này nó chỉ lo về thôi chứ. Thôi, đi về cái nào. Bye bye Bung nha. Bye bye. Ok mọi người, vậy là Bung đã về quê rồi và cô Ngân cũng về quê nốt. Thế là bây giờ mình phải ở lại đây một mình, rất là cô đơn luôn.
Nói chung là mình cũng xin phép chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và phát lộc phát tài nhá. Và clip của mình thì chắc cũng sẽ dừng lại tại đây thôi. Một clip chia tay thấm đẫm nước mắt của hai ba con nhà tôi. Bé nó về không biết nó nhớ mình không nữa chứ mình nhớ nó chết mỏi luôn. Hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo. Bye bye, nhớ bấm like, subscribe thì bật nút chuông cho mình nhé. Bye bye mọi người.